Thì cái phần trình bày về đấy nó được, đầu tiên là xin nói về phương pháp không dùng thuốc. Phương pháp không dùng thuốc tức là chúng ta chỉ dùng chế độ ăn và chúng ta chỉ có cho bệnh nhân tập thể dục để điều chỉnh đường huyết. Thì theo ý chị Nhi hồi nãy thì có cảm giác như ở đây các anh chị gần hết cái phần này, cho nên rằng là cái phần khó là cái phần insulin. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng là đa phần bệnh nhân khi đến với chúng ta thì có thể là từ 50-70-90% bệnh nhân được kiểm soát bằng chế độ ăn và lối sống. Và cũng rất nhiều bệnh nhân được gửi đến các phòng khám nội tiết khi mà có cái test dung nạp đường để chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ hoặc là đường huyết đo hơi cao. Và có những trường hợp thì không hiểu làm sao bệnh nhân thử thì một tháng sau, khi bệnh nhân tái khám lần sau, bệnh nhân mới được gửi tới nội tiết thì nó trễ mất một tháng, bệnh nhân không hề biết và cũng không được điều trị. Và có nhiều bệnh nhân tới thì đã tuần thứ 32 rồi. Thành ra khi mấy anh chị mà có làm test hay gì đó mà có kết quả bất thường thì cũng nên nhắc bệnh nhân quay lại ngay và có thể đến để chúng ta có cơ hội chúng ta kiểm soát được huyết sớm tốt hơn. Thì phần 1 là xin trình bày về không dùng thuốc và lát bác sĩ Khánh sẽ nói về cái phần chúng ta dùng thuốc. Nội dung thì gồm có 3 phần, quan trọng nhất là phần dinh dưỡng điều trị, tức là chúng ta áp dụng dinh dưỡng trong điều trị. Phần thứ 2 là vận động và phần thứ 3 là kết luận. Vậy thì khi chúng ta điều trị đái tháo đường là mục đích chúng ta đưa đường huyết về mục tiêu, và mục tiêu này là mục tiêu trong thai kỳ. Và mục đích làm sao để chúng ta có cái kết quả thai kỳ bình thường như người không bị đái tháo đường. Và chúng ta làm sao để kiểm soát đường huyết, tức là chúng ta không để tăng insulin trong máu vào thai, dẫn tới là thai nó sẽ to và có những cái chấn thương khi bệnh nhân sanh, cả mẹ và con, và bệnh nhân giảm cái tần suất sinh cổ. Thì cái này nó khác với cái sách đái tháo đường tiếp 1 và tiếp 2 có thai. Tại vì trong tiếp 1 và tiếp 2 có thai thì chúng ta phải dùng thuốc là chính. Còn trong bệnh nhân có đái tháo đường thai kỳ thì chúng ta làm sao ngăn cản cái tình trạng tăng đường huyết và tăng insulin trong máu vào thai. Và những cái nghiên cứu cho thấy nó có mối liên quan tăng đường huyết sau ăn của người mẹ. Thì đây là những cái nguy cơ cho thai chúng ta đã được nghe bác sĩ Trung nói, thì có thể làm tăng tử vong trung sinh hoặc là làm cho thai to. Và những cái này thì ta thấy nó có cái liên quan tới cái chuyện ăn uống. Vậy thì điều trị đái tháo đường không dùng thuốc là chúng ta áp dụng chế độ dinh dưỡng thích hợp kết hợp với vận động để đạt mục tiêu kiểm soát đường huyết. Và khi chúng ta không đạt được cái mục tiêu đó thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải dùng thuốc. Vậy thì cái điều trị này người ta coi như là nền tảng cho điều trị đái tháo đường thai kỳ. Thì ở đây xin nói là đái tháo đường thai kỳ, tức đái tháo đường xuất hiện ở chu kỳ 2-3 của thai kỳ. Và người ta hầu như là người ta thấy nó kiểm soát được 30-90% các đái tháo đường thai kỳ thì kiểm soát được bằng chế độ ăn. Và sau một tháng thông thường khi áp dụng chế độ này thì người ta thấy nó sẽ giảm được B1C 1%. Cái thách thức của chúng ta khi áp dụng chế độ này là làm sao chúng ta cung cấp đủ năng lượng cho thai bình thường mà nó là không có xấu đi cái tình trạng kiểm soát đường của chúng ta, thì đó là vấn đề rất là khó khăn. Vậy thì đây là cái mục tiêu mấy anh chị sẽ có trong cái phần theo dõi của bác sĩ Ngọc. Vậy thì ở đây chúng ta biết rằng là người có thai ăn 2 lần, nhưng thực ra cái khuyến cáo này của Úc cho thấy rằng là không phải ăn 2 lần mà nên ăn làm 2, không phải ăn gấp đôi mà nên ăn làm 2 lần. Tức là thay vì chúng ta ăn 2 lần thực phẩm cần để có thai thì chúng ta chia làm 2 bữa. Và ở đây mấy anh chị cũng thấy là người ta đã thấy rằng là trong cái phần bột đường thì hầu như ví dụ như ban đầu nó chỉ là 6 phần cho người phụ nữ trong cái độ tuổi đó, thì khi có thai nó sẽ tăng lên 8,5, tức là chúng ta tăng gấp đôi. Vậy thì nhắc lại là ăn 2 phần chia làm 2 lần chứ không phải là ăn 1 lần gấp đôi, thì nó sẽ tránh được cái nguy cơ bệnh nhân có tình trạng tăng đường huyết. Vậy thì cái nhu cầu năng lượng này là nhu cầu năng lượng cho thai kỳ bình thường, thì mấy anh chị sẽ thấy 3 tháng đầu là không cần năng lượng. 3 tháng giữa thì người ta khuyến cáo là thêm 340 kcal mỗi ngày, và 3 tháng cuối thì thêm 452 kcal mỗi ngày, và năng lượng trung bình khoảng 1,500-1,800. Và cái nhu cầu mà 40% carbohydrate, 20% protein và 40% chất béo là cái mà khuyến cáo của Hiệp hội đái tháo đường của Mỹ. Nhưng mà cái này thì nó còn thay đổi, do đó những cái phần sau xin nói về cái tỷ lệ carbohydrate bao nhiêu là tốt, béo bao nhiêu là tốt, thì những cái này hiện tại còn tranh cãi rất nhiều. Người ta thấy rằng là nếu mà những cái nghiên cứu quan sát cho thấy nếu ví dụ bệnh nhân ăn nhiều carbohydrate thì nó sẽ tăng đường huyết sau ăn. Nhưng mà người ta cũng nghĩ rằng là nếu đứa trẻ to thì có thể là do bà mẹ ăn quá nhiều. Cho nên cái nhóm nghiên cứu đầu tiên là người ta hạn chế năng lượng ăn vào bằng cách người ta giảm cái năng lượng cho bệnh nhân thai kỳ, đặc biệt là trên nhóm có béo phì. Thì ở đây mấy anh chị coi những cái nghiên cứu này thì có những nghiên cứu quan sát, có những nghiên cứu ngẫu nhiên, có đối chứng, thì người ta giảm xuống 1,200 hoặc là 1,600-1,800 hoặc là dưới 1,200-2,400-1,500-1,800. Thì tóm lại là người ta chia ra các nhóm, người ta giảm năng lượng. Thì kết quả đây mấy anh chị sẽ thấy là nếu để 1,200
thì nó không cải thiện được cái tình trạng đường huyết nhiều, nó gây ra bệnh nhân có tình trạng siêu tôn niệu. Nếu để có mức từ 1600 đến 1800 thì nó sẽ giảm được cái đường huyết, nó cải thiện được đường huyết, nó cải thiện được triglycerides máu và nó không làm tăng keton niệu. Và cái này là cái mà người ta khuyến cáo là 30-33% giới hạn năng lượng cho bệnh nhân béo phì. Và dựa vào cái nghiên cứu này thì hiện tại Hiệp hội Đái tháo đường Mỹ cũng khuyến cáo là đối với người béo phì chúng ta nên giảm năng lượng. Một cái nghiên cứu khác cho thấy trên người béo phì, ở đây mấy chị cũng thấy khoảng từ 1600 đến 1800 thì nó sẽ giảm được cái 30% năng lượng, thì nó sẽ có hiệu quả trên cái điều trị và nó giúp cho bệnh nhân kiểm soát được đường huyết. Thì dựa vào những cái nghiên cứu này thì người ta thấy rằng là đối với người đái tháo đường thai kỳ thì người gầy, người bình thường người ta để năng lượng bình thường như thai kỳ, người quá cân và người béo phì giảm năng lượng ăn vào. Và cho tới nay thì trên thế giới chưa có đồng thuận, tuy nhiên Hiệp hội Đái tháo đường Mỹ khuyến cáo chúng ta có thể giảm 30-33% năng lượng ăn vào cho người béo phì. Cái này là dựa theo nghiên cứu đã có so sánh giữa hai nhóm. Và năng lượng đề nghị hàng ngày thì đây là năng lượng đề nghị hàng ngày giống như người bình thường có thai không đái tháo đường. Và cân nặng cần đạt theo khuyến cáo thì mấy anh chị cũng biết rồi. Vậy thì nói về thức ăn, phân loại thức ăn thì ở đây người ta chia làm ba nhóm chính là carbohydrate, protein và mỡ. Vậy thì trong cái carbohydrate chủ yếu là chất bột đường, tức là những cái thực phẩm mà chúng ta ăn qua cơm, bánh mì, mì sợi, vân vân, khoai. Nhóm thứ hai là trái cây, rau xanh. Nhóm này người ta cũng xếp vô là nó có một thành phần rất nhỏ carbohydrate nhưng chất xơ nó nhiều. Và sữa người ta cũng coi như thành phần trong đó nó có carbohydrate. Thì những cái chất này người ta xếp vô khẩu phần của carbohydrate. Cái thứ hai là đạm và cái thứ ba là chất béo. Và đây là cái tháp dinh dưỡng cho người bình thường thì chúng ta vẫn thấy là cái phần cuối cùng nhiều nhất đó là carbohydrate. Vậy thì carbohydrate nó là một chất rất quan trọng. Nó quyết định thành phần cung cấp dinh dưỡng chính, nó cung cấp vitamin, chất xơ. Và chúng ta không thể bỏ nó ra khỏi thức ăn. Mà người ta nghiên cứu nếu chúng ta bỏ carbohydrate thì không thể nào mấy anh chị tăng đạm đủ cho năng lượng, mà chủ yếu chúng ta tăng chất béo. Tại vì chất béo dễ ăn hơn là ăn thịt. Và người ta thấy rằng là hầu như nếu bỏ carbohydrate thì chúng ta chỉ có thể tăng chất béo. Nhưng mà carbohydrate lại là chất quan trọng gây tăng đường huyết sau ăn. Vậy thì cái mối liên quan giữa cái lượng carbohydrate ăn vào cũng như là cái kiểm soát đường huyết trên nữ có thai nó ảnh hưởng như thế nào trên đường huyết cũng như thai nhi. Vậy thì ở đây có những cái nghiên cứu thì mấy anh chị thấy có thể là nghiên cứu so sánh, nghiên cứu không ngẫu nhiên. Nói chung là những cái mẫu thì mấy anh chị thấy số nhỏ. Tại vì có thể là thai kỳ người ta không dám tác động nhiều hoặc là so sánh những cái nhóm có và không. Cho nên mấy anh chị sẽ thấy khi người ta giảm lượng đạm ăn vào thì ở đây là những con số, hoặc là giảm ăn vào dưới 42% so với nhóm trên 45% như thường quy, thì hầu như mấy anh chị thấy kết quả của nó là có thể không làm tăng insulin trong máu nước, trong nước ối của trẻ, làm giảm kích thước thai to. Tuy nhiên một cái nghiên cứu gần đây cho thấy rằng là ở cái nhóm ăn carbohydrate thấp thì cả cái nhóm thấp và nhóm không thấp không có kết quả gì trên thai nhi hết. Và cho tới nay khi người ta phân tích dồn, phân tích tổng hợp thì mấy anh chị thấy không có bằng chứng cho thấy rằng chúng ta có chế độ dinh dưỡng đặc biệt nào tốt hoặc là giảm carbohydrate là tốt. Và từ năm 1990 sau khi có cái nghiên cứu cho thấy rằng là khi chúng ta giảm ăn carbohydrate thì nó làm giảm cái insulin trong cái nước ối của trẻ, thì người ta đưa ra khuyến cáo nên giảm lượng carbohydrate ăn vào. Vậy thì người ta cũng thấy rằng là khi chúng ta giảm lượng carbohydrate ăn vào thì nãy chúng ta đã nói rồi, chúng ta phải tăng chất béo. Vậy thì những cái nghiên cứu trên động vật và những nghiên cứu không phải trên người cho thấy rằng là nếu chúng ta ăn quá nhiều chất béo thì nó sẽ gây ra hai cái hậu quả. Một là nó không tăng tiết insulin. Carbohydrate thì tăng tiết insulin, nhưng chúng ta ăn chất béo nó không tăng tiết insulin. Vì vậy cái quá trình phân hủy triglycerides hoặc phân hủy mỡ nó tạo ra quá nhiều axit béo. Cái thứ hai là khi chúng ta ăn quá nhiều chất béo thì nó sẽ làm tăng axit béo tự do. Và những cái thai kỳ mà có bà mẹ tăng axit béo tự do trong máu thì đứa nhỏ nó cũng tăng mỡ máu, nó tăng nhiễm mỡ gan, tăng tình trạng chuyển hóa và rất dễ gây ra bệnh lý chuyển hóa hoặc là đái tháo đường ở trẻ sau khi trẻ sinh ra và trẻ lớn lên. Vì vậy cho nên một cái nghiên cứu gần đây năm 2016 người ta mới nghiên cứu thì trên 32 nữ béo phì khỏe mạnh, người ta cho ăn hai chế độ. Đầu tiên hết là chế độ bình thường, sau đó là chế độ ăn hai carbohydrate và sau đó là chế độ ăn hai fat. Thì mấy anh chị so sánh, người ta so sánh thứ nhất là so sánh về nồng độ insulin và thứ hai là so sánh nồng độ axit béo tự do trong máu. Thì nếu chúng ta ăn một cái chế độ mà hai carbohydrate thì chúng ta sẽ thấy insulin nó tăng tiết rất là cao, nhưng mà chế độ ăn mỡ cao nó không làm tăng tiết insulin. Thì cái điều đó cũng giải thích tại sao mà phân hủy mỡ trong cái người ăn mỡ cao nó sẽ không có và nó làm tăng mỡ máu. Trường hợp cái thứ hai người ta so sánh, người ta thấy rằng khi chúng ta ăn mỡ cao thì mỡ trong máu axit béo tự do rất cao. Vì điều đó cũng chứng tỏ rằng là nếu một bà mẹ chúng ta cho ăn bớt carbohydrate
thì bà mẹ này phải ăn nhiều béo, và khi ăn nhiều béo thì bà mẹ sẽ có axit béo tự do trong máu rất cao, và đây cũng là một cái kết quả nó làm cho đứa nhỏ bị tăng cân, và đứa nhỏ nó rất nhiều mỡ, bị mỡ gan, và đó cũng không phải là một cái có lợi. Cho nên người ta sẽ coi lại coi là chế độ ăn giảm đạm có tốt hay không, ăn giảm carbohydrate có tốt hay không. Vậy thì cái nghiên cứu thứ hai là người ta nghiên cứu trên hai nhóm. Ở trên đây là nghiên cứu trên 16 nữ đái tháo đường có thai kỳ. Cái nghiên cứu này là người ta nghiên cứu từng nhóm và sau đó người ta ngưng, người ta đổi qua thức ăn khác. Thì mấy anh chị sẽ thấy đầu tiên nó cho ăn cái chế độ là ít carbohydrate có 45% fat, và chế độ thứ hai là một cái chế độ có 60% carbohydrate và có 25% mỡ thôi. Vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng sau khi ăn cái chế độ và ăn cái chế độ carbohydrate ít hay nhiều thì đều có cái tình trạng tăng insulin trong máu khác nhau. Tức là nếu mà chế độ ăn 2 carbohydrate thì là cái insulin nó sẽ tăng cao, nhưng mà sau đó mỡ máu nó thấp nhiều hơn. Vì vậy nên cái chế độ ăn choi là cái chế độ hiện tại người ta thấy tương đối là phù hợp cho phụ nữ có thai mà đái tháo đường, tức là 60% carbohydrate và 25% mỡ. Thì từ nghiên cứu này người ta đang đề nghị là có cái sự thay đổi trong thành phần chế độ ăn. Tuy nhiên cho tới nay thì chưa có một cái guideline nào thống nhất về ăn bao nhiêu là tốt. Một cái nghiên cứu gần đây người ta đánh giá trên outcome của đứa nhỏ khi mà có hai chế độ ăn, thì người ta so sánh với một cái khẩu phần ăn bình thường là 50-55% carbohydrate và chế độ giảm carbohydrate tức là 35-40%. Thì ở đây mấy anh chị thấy hầu như các kết quả trên thai kỳ không có ý nghĩa thống kê khác biệt, có ý nghĩa thống kê ở cả hai nhóm. Cái điều này là càng khẳng định rằng carbohydrate có thể ăn bình thường hoặc cho tới mức 60% mà không làm ảnh hưởng gì trên con. Vấn đề là chúng ta ăn như thế nào và chọn lại gì để ăn, chứ không phải là lượng carbohydrate trong khẩu phần ăn quyết định cái việc kiểm soát đường huyết kém hay là kết quả trên con. Vì vậy cho nên tới đây tỷ lệ các thành phần dinh dưỡng theo khuyến cáo thì mấy anh chị xem trên đây vẫn thấy rằng có nhiều cái tranh cãi. Mỹ thì nó không có một cái tỷ lệ nào là tốt hết, tùy bệnh nhân mà mấy anh chị cân nhắc. Còn nếu mà theo hiệp hội đái tháo đường hoặc là thai kỳ thì chúng ta thấy khoảng 35-40% hoặc là 35-45%. Và cái hiệp hội tim mạch thì đây là hiệp hội dành cho người không đái tháo đường, thì người ta thấy rằng với cái chế độ ăn này chúng ta có thể giảm được cái nguy cơ tim mạch, giảm mỡ máu, giảm đường huyết, giảm cân nặng, và người ta cũng khuyến cáo có thể dùng cho phụ nữ có thai trong thai kỳ với cái chế độ ăn của hội tim mạch. Vậy thì xin nói về carbohydrate. Chúng ta biết đây là thành phần dinh dưỡng chính. Vậy thì thứ nhất, chúng ta khuyên bệnh nhân dùng những cái loại carbohydrate từ trái cây, rau xanh, gạo nguyên cám, tức là những cái loại mà có thành phần chất xơ cao. Cái thứ hai là chia làm 6 bữa ăn, 3 bữa chính và 3 bữa phụ. Và trong cái bữa ăn sáng thì mấy anh chị nhớ là thành phần carbohydrate phải thấp nhất. Lý do là buổi sáng người phụ nữ có thai đường huyết thường cao do tăng cortisol và GH buổi sáng. Cho nên cái buổi sáng là cái buổi bệnh nhân phải ăn carbohydrate thấp. Và cái lượng carbohydrate mỗi bữa ăn và loại thì nó có hiệu quả hơn là cái tỷ lệ. Nãy chúng ta nói là tỷ lệ không quyết định, nhưng lượng ăn và cái loại bệnh nhân chọn lựa ăn như thế nào. Thì đây là những cái khuyến cáo về nước ngọt. Thì chúng ta thấy rằng cái đường sucro hoặc đường fructo hoặc là những cái nước ngọt mà có đường thì bệnh nhân không nên dùng. Và người ta khuyến cáo là tránh hết vì lý do nó làm tăng cân. Nhưng mà có một cái câu người ta nói rằng người phụ nữ có thai thì hay đòi ăn bất thường. Tức là khi người ta thèm quá, thèm chè, thèm ấy thì không thể cấm được. Vì vậy nếu được thì cho ăn, nhưng cho ăn thì phải khống chế cái lượng đó, không để cho nó tăng đường huyết do ăn quá nhiều, nhưng phải trừ lại cái lượng cơm bệnh nhân phải ăn tương đương với cái carbohydrate dùng trong cái đường đó, thì nó sẽ không làm tăng cái năng lượng và bệnh nhân không bị tăng cân. Vậy thì có muốn ăn thì cái khẩu phần người ta khuyến cáo cũng chỉ dưới 10% tổng năng lượng hàng ngày thôi. Cái thứ hai xin nói về chỉ số đường huyết thức ăn và tải đường huyết. Chỉ số đường huyết thức ăn là khi các anh chị ăn một cái đường nào đó vào thì sau 1 giờ đường huyết nó tăng lên bao nhiêu so với lipo, và nếu nó tăng càng cao tức là chỉ số đường huyết của thức ăn đó càng cao. Và nếu chúng ta ăn thức ăn nhiều loại có chỉ số đường huyết cao thì đường huyết sau ăn của chúng ta sẽ cao. Cho nên khuyên bệnh nhân nên lựa những thức ăn có chỉ số đường huyết thấp. Cái thứ hai là chỉ số đường huyết nó không phải quyết định cái đường huyết sau ăn mà tải đường huyết. Tức là chúng ta tính cái lượng đường có trong cái thức ăn của chúng ta ăn nhân với chỉ số đường huyết của thức ăn đó. Ví dụ chúng ta thích ăn đường nhưng mà chúng ta ăn một lượng rất nhỏ đường thì cũng bằng chúng ta ăn một cái chén cơm. Chỉ số đường huyết của cơm có thể thấp hơn đường, nhưng cái lượng nhiều hơn thì tải đường huyết của hai thứ là như nhau. Vì vậy cho nên cả nghiên cứu mà người ta chứng minh rằng tải đường huyết mới là cái quyết định đường huyết sau ăn, chứ không phải chỉ số đường huyết của thức ăn. Tuy nhiên cái chỉ số đường huyết trên lâm sàng thì nó khó, tại vì nó không có cố định như trên sách vở. Mà khi bệnh nhân chế biến như thế nào, ví dụ
nấu kỹ, nấu nhừ, xay nát, hoặc là ăn cùng với rau xanh, hoặc ăn cùng với chất béo chiên, thì cái chỉ số đường huyết nó sẽ thay đổi. Vì nếu chúng ta nấu nhừ thì chỉ số đường huyết sẽ tăng, nhưng nếu chúng ta mà ăn cùng với rau xanh, hoặc chúng ta ăn cùng với chất béo, hoặc là chiên nấu chiên ấy, thì nó làm cho cái chỉ số đường huyết của thức ăn nó sẽ giảm xuống vì nó hấp thu chậm hơn. Cho nên trên lâm sàng thì chỉ số đường huyết nó thay đổi theo cách chế biến và những cái thức ăn ăn cùng. Vậy thì đây là những cái tải đường huyết mà quy định là tải đường huyết thấp, cao hay trung bình. Và mấy anh chị nhớ rằng tải đường huyết thì có thấy trong các nghiên cứu ảnh hưởng tới cái kiểm soát đường huyết sau ăn. Vậy thì nó có cái mâu thuẫn giữa cái lượng carbohydrate ăn vào bao nhiêu. Vậy thì ở đây mấy anh chị cũng thấy nhiều quá cũng không tốt, ít quá cũng không tốt. Vậy thì trung bình mới là tốt. Vì cả nhiều và ít đều có tăng nguy cơ trên bệnh nhân hết. Nếu mà ít quá thì nó làm cho bệnh nhân đói quá, bệnh nhân đi ăn nhiều thì cuối cùng lại vẫn tăng đường huyết, thiếu chất dinh dưỡng cần thiết và không tăng đủ cân, gây cho trẻ nhẹ cân hoặc nó làm tăng cetone niệu. Nhưng nếu mà ăn nhiều quá thì nó sẽ làm tăng đường huyết, tăng cân và có nguy cơ phải điều trị insulin mà chưa cần thiết phải điều trị. Thì đó là cái mình có thể giúp cho bệnh nhân, nói cho bệnh nhân hiểu. Để nếu mà bà ăn quá nhiều thì chắc bà phải chích thuốc thôi, thì người ta sẽ sợ và có thể người ta sẽ tự hạn chế cái chuyện người ta ăn. Và cũng cho bệnh nhân biết những cái loại tốt và những loại xấu về carbohydrate, bệnh nhân nên chọn lựa. Và chia khẩu phần ăn thì người ta khuyến cáo ở đây chúng ta thấy rằng carbohydrate chỉ nên chiếm 15% thôi vào buổi sáng, tức là cái buổi sáng ăn sáng. Thì cái lượng carbohydrate nên thấp vì cái giờ đó là cái đường huyết nó cao và nó tăng những hormone đối kháng, thiếu insulin nhiều hơn. Và đây là cái bảng chuyển đổi để cho mấy anh chị lắm có thể tham khảo. Thì đây là cái bảng chuyển đổi của Trung tâm Dinh dưỡng Thành phố Hồ Chí Minh. Với một cái lượng như thế này thì nó tương đương 45 gram carbohydrate. Ví dụ mấy anh chị tính lượng carbohydrate cho bệnh nhân thì bệnh nhân ăn nửa chén cơm, ăn một chén cơm tương đương với nửa chén xôi, thì ở đây nó có quy định rồi. Ví dụ như ăn bao nhiêu mì, 2 bát mì, 3 bát mì, 1 trái bắp gì đó, thì tất cả những khẩu phần đó nó tương đương với 45 gram carbohydrate. Và chia ra trong ngày bệnh nhân ăn như thế nào. Và người ta cũng khuyến cáo là nếu bệnh nhân xây dựng thực đơn thì nên xây dựng thực đơn trong 1 tuần, trong 4 ngày. Và chúng ta sẽ thay đổi thực đơn cho bệnh nhân và nên can thiệp trong chuyện thay đổi thực đơn đó. Còn ở đây là rau xanh, thì rau xanh trong này hoặc trái cây nó chiếm 15 gram bột đường. Và mỗi bữa ăn thì bệnh nhân được một khẩu phần trái cây như vậy. Đây là khẩu phần về đạm và đây là khẩu phần về thịt cá mỡ. Thì những cái trường hợp này thì là cân nhắc cho bệnh nhân ăn bao nhiêu thịt một ngày, bao nhiêu cá một ngày. Vậy thì đối với đạm thì thường nó không thay đổi, nó có 20% thôi. Đối với chất xơ thì chúng ta thấy rằng chất xơ nó chia ra hai loại, hòa tan và không hòa tan. Thì trên người thai kỳ bình thường người ta cũng khuyên ăn nhiều chất xơ để tránh cái tình trạng táo bón. Cho nên đối với bệnh nhân thì nếu mà cái chất xơ không hòa tan thì nó sẽ giúp cho bệnh nhân đi cầu tốt hơn. Vậy thì người ta thấy rằng là khi ăn chất xơ này nó còn có thể có một cái phytosterol này, nó giúp cho kiểm soát cholesterol và mỡ máu trong thai kỳ. Và đây là một cái ví dụ trong một cái bữa ăn trung bình của một người bình thường khoảng 2.200 kcal thì mấy anh chị sẽ chia ra một lần. Thì ở Mỹ nó tính một khẩu phần carbohydrate là 15 gram, còn ở mình là 45 gram. Thì mấy anh chị có thể tính ví dụ như buổi sáng ăn bao nhiêu snack, ăn bao nhiêu buổi trưa, bao nhiêu buổi chiều, bao nhiêu. Thì chúng ta chia một ngày 6 bữa. Những cái thức ăn có thai nên tránh sử dụng. Thì cái này mấy anh chị cũng đọc để tham khảo, tại vì tất cả thai kỳ bình thường đều tránh chứ không phải là thai kỳ có đái tháo đường. Vậy thì ở đây đối với người đái tháo đường cái gì cần quan tâm? Thứ nhất là các đường hóa học, tức là chúng ta không cho bệnh nhân uống đường bình thường thì bệnh nhân có thể pha các đường hóa học khi bệnh nhân uống nước cam, nước chanh, cà phê hay không. Vậy thì cái saccharin là cái không nên dùng vì cái này nó qua thai và nó ảnh hưởng trên thai, cho nên saccharin là cái đường không được phép dùng. Còn những cái đường khác thì người ta thấy rằng là FDA chấp thuận an toàn trên thai kỳ và với cái liều người ta cho phép cho một ngày bình thường thì bệnh nhân có thể sử dụng được. Cái thứ nữa là mấy anh chị nhớ là đối với hải sản thì người thấy rằng nó có nhiều nguy cơ nó ngộ độc động hoặc là những cái kim loại nặng và không nên ăn đồ sống. Tóm lại là tất cả những cái gì sống tái và chế biến sẵn thì không nên ăn vì nó sẽ tăng lượng muối cũng như là cái vi khuẩn, cái khả năng nhiễm khuẩn và nó không an toàn cho bệnh nhân. Đối với chất béo thì người ta thấy rằng cái lượng chất béo cũng không quan trọng bằng loại chất béo để chúng ta lựa chọn. Vậy thì khi chúng ta lựa chất béo thì chúng ta nên nhớ là hạn chế béo bão hòa. Béo bão hòa là một cái béo nó sẽ làm tăng cholesterol cho bệnh nhân và không có lợi. Chúng ta nên chủ yếu là chọn béo một đối đôi và trong đó béo nhiều đối đôi cũng nên dưới 10%. Vậy thì chúng ta biết rằng là trong các loại dầu không có dầu ăn nào có một loại axit béo bão hòa hoặc là không bão hòa mà nó có cả ba loại. Vậy thì mấy anh chị sẽ thấy là cái thành phần axit béo một đối đôi nhiều nhất trong dầu nào thì dầu đó là dầu tốt. Và tất cả các dầu thực vật mà mấy anh chị mua trên thị trường thì đều có một tỷ lệ dầu cọ rất nhiều. Và mấy anh chị sẽ thấy trong cái thành phần của nó ghi là axit oleic hay linoleic, thì đó là thành phần của dầu cọ. Và trong dầu cọ thì nó xếp của dầu cứng, tức là mỡ có nhiều axit béo bão hòa giống như dầu dừa, tức là hai cái dầu thực vật duy nhất
mà nó xếp vô nhóm dầu cứng chung với mỡ, bơ và các thực phẩm từ động vật. Còn trong các này thì mấy anh chị thấy cái ô liu nó có cái dầu axit béo mùn nó đôi nhiều nhất, cho nên nó là cái dầu hiện tại là nó tốt nhất, hay là gọi là dầu tốt cho sức khỏe. Một cái lưu ý đó là mấy anh chị nhớ cholesterol ăn thì dưới 200mg một ngày, và những cái lượng trans fat, trans fat nó có trong thực phẩm chế biến chiên sẵn. Trans fat về bản chất nó cũng độc như là axit béo bão hòa, và nó có mặt khắp nơi ở tất cả các thực phẩm chiên sẵn và mì gói vân vân. Vậy thì người ta cũng khuyến cáo là bệnh nhân phải biết đọc nhãn thức ăn, tức là cầm cái lọ thức ăn và cái gói thức ăn lên thì phải coi cái nhãn thức ăn trong đó bao nhiêu cholesterol, bao nhiêu trans fat và tất cả các loại đường. Vậy thì đường người ta ghi một chữ là đường thôi, nhưng mà trong đó có thể là đường sucrose. Và bây giờ hầu như tất cả các sản phẩm và nước của mình đều là đường fructose, mà fructose công nghiệp. Và tất cả những cái đường fructose công nghiệp này khi dùng thì nó còn hại hơn là đường sucrose. Tức là thà chúng ta ăn đường ở trên bàn, tức là gọi là đường trên bàn á, ta gọi là table sugar, tức là đường chúng ta ăn hàng ngày, đường cát, đường viên á, thì còn tốt hơn là chúng ta uống những cái chất, những cái thực phẩm mà có chứa những cái đường fructose đó. Vì fructose này nó là đường từ bắp, nhưng mà nó được chế biến, nó cắt đoạn ra, nó tạo thành đường. Và đặc biệt của fructose là khi ăn thì nó vào thẳng trong gan, không có cơ quan nào chấp nhận nó hết. Sucrose thì glyco nó còn vào trong cơ, nhưng fructose gây tiết insulin rất ít, nó vào thẳng gan nên gây tình trạng nhiễm mỡ gan, nó gây tăng cân, tăng triglycerides và có nguy cơ ung thư khi chúng ta dùng kéo dài và liều cao. Thì tóm lại, lựa chọn cho bệnh nhân thì chúng ta không ăn những thực phẩm có đường là tốt nhất. Và cũng khuyến cáo bệnh nhân một tuần ít nhất là nên ăn 2 lần cá để nó cung cấp những cái chất axit béo omega 3 để nó làm giảm cái cholesterol cho bệnh nhân. Và đây là cái khẩu phần hoặc là những cái cân nặng cũng như là cái tỷ lệ dinh dưỡng mà mấy anh chị có thể tham khảo. Và đây là những cái nhu cầu cần thiết trong thai kỳ bình thường. Và bệnh nhân có thể áp dụng cái phương pháp dĩa thức ăn, tức là 1/2 dĩa rau xanh, 1/4 là chất bột cơm khoai và 1/4 là protein, cộng với 1 phần trái cây ở ngoài này theo tiêu chuẩn và 1 ly sữa. Và người ta thấy rằng sữa là cung cấp carbohydrate, cung cấp canxi và cung cấp cả chất béo. Và nếu bệnh nhân có béo phì nên chọn là sữa không béo hay là sữa tắc béo. Phần thứ hai là phần nói về tập thể dục. Thì tập thể dục không có khuyến cáo riêng cho người đái tháo đường thai kỳ, mà khuyến cáo chung cho người phụ nữ mang thai, đó là 30 phút mỗi ngày hoặc hơn, và tập mức độ trung bình suốt cả tuần, trừ khi có chống chỉ định. Và chống chỉ định này thì mấy anh chị phải tư vấn bác sĩ nội khoa cũng như là bác sĩ sản khoa. Vậy thì nếu bệnh nhân có bệnh nội khoa nặng, ví dụ bệnh tim, bệnh hen suyễn, bệnh gì đó, thì bệnh nhân không nên tập, hoặc những cái bất thường về sản khoa thì bác sĩ cũng không cho tập. Vậy thì các mức độ tập người ta cũng khuyến cáo là tăng dần cường độ từ nhẹ tới trung bình, không để nhịp tim lúc tập tăng trên 130, tức là bệnh nhân phải biết kiềm chế cái mức tập vừa phải. Nếu trước bệnh nhân có tập rồi thì vẫn tiếp tục hay không, tư vấn bác sĩ. Nếu chưa tập cũng tư vấn chọn loại tập, cường độ tập, thời gian tập. Và người ta thấy rằng bơi hay là đi bộ nhẹ, đó là những cái vận động an toàn cho thai kỳ. Và phần này cũng để cho mấy anh chị tham khảo, và cái này bệnh nhân nên biết là khi tập bị những triệu chứng này thì bệnh nhân nên ngưng tập ngay lập tức. Vậy thì cuối cùng chúng ta thấy rằng là cái lối sống nó rất là đơn giản, nhưng mà có thể giáo dục ngay khi bệnh nhân trước mang thai hoặc khi mới mang thai, thì mấy anh chị có thể phòng ngừa được đái tháo đường thai kỳ. Vì người ta thấy rằng là cái tình trạng tăng cân nhiều hoặc là ăn quá nhiều carbohydrate trong 3 tháng đầu cũng là yếu tố nguy cơ làm tăng đái tháo đường thai kỳ. Cho nên nên tư vấn bệnh nhân xây dựng một chế độ ăn khoa học, chia ra bữa ăn hợp lý, tránh nguy cơ đái tháo đường thai kỳ, và không nên để tăng cân quá nhiều và nhanh trong giai đoạn đầu. Và khi đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì nên đến bác sĩ sản khoa, nội tiết và dinh dưỡng để tư vấn tốt. Và cái chế độ ăn này nó sẽ giúp cho cái kiểm soát đường mà bệnh nhân không cần phải dùng thuốc sớm. Và cuối cùng thì bác sĩ cũng phải nên tư vấn cho bệnh nhân về chế độ điều trị, tức là cũng phải nói trước là nếu bà không ổn thì hãy check insulin, chứ không để bệnh nhân hoặc chuyển với một cái trạng thái quá hay, chuẩn bị tinh thần cho người ta trước, cho bệnh nhân biết cách theo dõi đường huyết và những cái nguy cơ có thể xảy ra của thai kỳ để bệnh nhân theo dõi và phát hiện những cái bất thường sớm trong thai kỳ. Bài nói đến đây là hết, xin cảm ơn sự chú ý các anh chị.